Xin chào tất cả các em học sinh lớp 5 trường tiểu học Bình Yên Hòa. Hôm nay chúng ta học môn kỹ thuật lớp 5 chủ đề 7 tìm hiểu tranh theo chủ đề ước mơ của em. Trong cuộc sống hàng ngày thì tất cả chúng ta đều có những ước mơ hoài bão. Vậy thì ước mơ của em là gì nào? Có em thì ước mơ được làm họa sĩ. Có em lại ước mơ được làm ca sĩ. Có em lại ước mơ được trở thành một nhà phi hành vũ trụ. Và có em lại được ước mơ được làm bác sĩ hay là giáo viên. Và đây là những bức tranh được em thể hiện qua những ước mơ của mình, như là họa sĩ hay là ca sĩ. Nhà phi hành vũ trụ hay là bác sĩ. Đây là một bức tranh của các em thiếu nhi vẽ về một nhà phi hành vũ trụ. Và đây là một bức tranh của các em ước mơ về trở thành một cô giáo cùng các bạn học sinh của mình. Đây là một bức tranh của các em học sinh vẽ về ước mơ trở thành một nhà phi hành vũ trụ và bay ra khỏi vùng trái đất, được tung tăng trong không gian. Đây lại là một bức tranh của các em ước mơ để trở thành chủ bộ đội hải quân, đứng canh giữ bầu trời và biển cả. Như vậy, ước mơ là những mong muốn tốt đẹp của con người. Nó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc trong tương lai. Ước mơ có hai loại: ước mơ thực hiện được và ước mơ không thực hiện được. Đó các em. Vẽ về đề tài ước mơ là thể hiện những mong muốn tốt đẹp của con người về hiện tại và tương lai theo trí tưởng tượng thông qua hình ảnh và màu sắc trong tranh. Khi vẽ cần chọn được nội dung đúng với đề tài, lựa chọn hình ảnh phù hợp và màu sắc thích hợp. Về cách vẽ tranh đề tài, bước 1, chọn nội dung đề tài, tìm hình tượng tiêu biểu. Bước 2, xác định hình thức bố cục. Và bước 3, vẽ nhân vật, hoàn chỉnh hình. Cuối cùng, bước 4, các em vẽ màu theo ý thích. Như vậy, qua bài học này giúp chúng ta biết nuôi dưỡng ước mơ của mình, biết phấn đấu nỗ lực trong học tập để đạt được ước mơ của mình. Bây giờ các em thực hành bài vẽ. Vẽ một bức tranh về ước mơ của em và tô màu theo ý thích vào giấy A4. Hoàn thành bài vẽ, nộp cho thầy. Cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe.